Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với đêm thi thứ nhất của vòng chung kết thử thách của bước nhảy So You Think You Can Dance. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã theo dõi phần trình diễn của hai cặp thí sinh đầu tiên. Và trước khi đến với những cặp thí sinh tiếp theo, chúng ta sẽ được nhắc lại là quý vị và các bạn đừng quên bình chọn cho những cặp thí sinh mà mình yêu thích bằng cách soạn tin nhắn mã số thí sinh và gửi về tổng đài 8369. Và đừng quên làm điều đó trước 19 giờ tối ngày mai. Và sẽ có một vị khán giả may mắn nhận được giải thưởng 10 triệu đồng và kết quả cũng sẽ được công bố vào ngày mai. Quý vị và các bạn thân mến, hãy bảo vệ cho các bạn thí sinh mà mình yêu mến, bởi vì ba cặp thí sinh được khán giả bình chọn ít nhất sẽ phải đến với vòng thi thử thách và giám khảo sẽ quyết định một nam và một nữ chia tay mỗi một tuần. Quý vị và các bạn đừng quên bình chọn cho họ để bảo vệ cho họ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chương trình với phần dự thi của cặp đôi thứ ba. Hãy cùng khám phá họ là ai. Xin chào các bạn, mình tên là Võ Hồng Nhung, năm nay 23 tuổi, mình có biệt danh là Nhung Mèo. Mình rất thích là uống cà phê, mình ít nói, nhưng luôn là chính mình trên sân khấu. Bạn nhảy của Hồng Nhung là vũ công hip hop điển trai Quang Đăng. Là Đỗ Quang Đăng, năm nay mình 23 tuổi. Mình thích xem phim và hoạt hình, đọc truyện tranh, thích phim làm mạo hiểm nhưng đặc biệt là mình rất là ghét dán. Mình biết chơi piano và chơi từ năm 9 tuổi. Thể loại cả hai bốc chúng là bài biên đạo Broadway này lấy ý tưởng từ vở nhạc kịch Cabaret. Nhưng bài biên đạo này sẽ được biến xấu với động tác và kỹ thuật khó hơn. Trong ngày đầu luyện tập, chúng tôi gặp một ít trở ngại trong động tác nâng. Với một vũ công chuyên hip hop như Đăng thì đây là một kỹ thuật rất mới. Thầy chỉ động tác rất là kỹ lưỡng, nếu mà làm không được thì bắt lặp lại, làm gì nào được mới thôi. Cho dù mình bị chấn thương hay bị gì nữa, nhưng mà mình đến đêm diễn thì mình phải nhung sẽ hoàn thành tốt bài bài diễn. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ Hồng Nhung và Quang Đăng sẽ kết hợp lại với nhau với một thể loại rất cần sự biểu cảm trên gương mặt. Chúng ta hãy dành tràng pháo tay nồng nhiệt để họ hòa quyện vào điệu nhảy với phong cách Broadway. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound. A mark, a yen, a buck or a pound. It's all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? In the winter and you curse to the bin that you face. When you haven't any shoes and your feet and your hopes and your paper and your load 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice and the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat at the window. At the window. Who's there? Hunger. Rất thú vị thưa quý vị, Hồng Nhung và Quang Đăng với phong cách Broadway. Ngô Thanh Vân đang rất là thích thú với phần trình diễn của các bạn. Xin mời Ngô Thanh Vân. Tôi cảm thấy rất là vui nhộn khi xem hai bạn trình diễn. Tôi thích cái sự tinh nghịch của hai bạn, từ tinh nghịch cho tới kiêu sa. Và một cái tạo hình rất là đẹp cho tôi và khán giả cảm giác như chúng ta đang không phải ở Việt Nam mà đang ở một cái Broadway nào đó trên thế giới. Xin chúc mừng hai bạn. Cảm ơn chị. Thế còn anh Chí Anh đang nghĩ sao ạ? Tôi thì tôi rất là mê cái lưng của bạn Nhung.
khi bạn từ trên cao mà bạn có thể ngả sâu xuống, chạm xuống cả mặt sàn. Tôi rất là khâm phục. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thế còn chị Tuyết Minh? Đối với tôi thì tôi thấy cái phần trình diễn của các bạn rất sáng tạo và vô cùng ngẫu hứng. Các bạn đã làm cho cái bài biên đạo này nó thăng hoa lên rất là nhiều. Và tôi đặc biệt là rất là trân trọng cái cường độ làm việc của Quang Đăng, bởi vì với một cái diễn viên hip hop mà bạn đã thể hiện được Broadway với kỹ thuật, kỹ xảo và những cái bê bạn nhung rất là khó ở trên không, lăng qua vai rồi lên đằng sau, và đấy nó cần một sự rất là khéo léo, không những là sức mà cần sự khéo léo nữa. Thì hai bạn đã làm rất là tốt. Tôi thấy rằng là... Xin cảm ơn những nhận xét của ba vị giám khảo. Rõ ràng chúng ta thấy là bình thường nếu mà chúng ta ngủ lưng cũng chạm đất chẳng ai khâm phục, mà hôm nay Hồng Nhung lưng cũng chạm đất mà mọi người lại khâm phục. Và nếu như quý vị và các bạn khâm phục phần trình diễn của Hồng Nhung và Quang Đăng, bình chọn cho họ ngay bây giờ, và chúng ta nhấc điện thoại lên nhắn số 3 và gửi về cho tổng đài 8369, và vị khán giả may mắn sẽ nhận được 10 triệu đồng. Cảm ơn quý vị, hãy một lần nữa dành tràng pháo tay chúc mừng cho phần thi của Quang Đăng và Hồng Nhung. Thưa quý vị, cặp đôi kế tiếp mà Trấn Thành muốn giới thiệu có một cô gái rất dễ thương tên là Kim Phụng, và họ sắp kể chúng ta nghe một câu chuyện rất đặc biệt. Liệu chàng trai đó là chàng trai nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào, mình là Lê Kim Phụng. Năm nay mình 23 tuổi, các bạn có thể gọi mình là Bu. Sở thích của mình là ăn khoai tây chiên và bánh tráng trộn. Nói chung là tất cả các món ăn vặt. Kim Phụng sẽ bắt cặp với diễn viên múa đương đại Minh Hiền. Em tên là Đặng Minh Hiền, em năm nay 22 tuổi, mọi người thường gọi em là Hiền Xến, sở trường của em là múa đương đại. Một số thứ khác thì sắp thành sở trường nhưng mà hiện giờ thì vẫn là sở trường múa đương đại. Tuần này họ sẽ phải trình diễn thể loại múa đương đại do biên đạo múa John Huy Trần dàn dựng. Cái ý nghĩa của cái bài này là nói về một vợ chồng, nhưng mà vợ bị mất thai, hai người rất là buồn. Rất là khó đối với mình và bạn Phụng, tại vì là cả hai người đều chưa có gia đình. Mình phải diễn cho nó rất là thật, không được làm quá. Phụng phải nhập vai thành một người, một bà mẹ để có thể cảm được cái bài này. Thứ nhất là lo cho Hiền, tại Hiền chân Hiền vẫn đau. Mình chưa hiểu được hết một số kỹ thuật của đương đại, nhưng mà Phụng sẽ phải cố gắng hết mình. Quý vị và các bạn thân mến, ở cặp thi thứ hai chúng ta đã rất là yêu mến phần biên đạo của John Huy. Và ngay bây giờ chúng ta một lần nữa hãy xem là John Huy sẽ diễn ra những gì qua bài nhảy về câu chuyện một người mẹ bị mất em bé. Câu chuyện sẽ diễn ra cảm động như thế nào? Chúng ta hãy khám phá qua phần múa đương đại của hai bạn Kim Phụng và Minh Hiền. Thank you.
quý vị, trên nền nhạc Lullaby, chúng ta vừa đến với một câu chuyện rất cảm động qua phần trình diễn của Kim Phụng và Minh Hiền. Một lần nữa, xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho họ, thưa quý vị. Chị Tuyết Minh, xin mời chị cho nhận xét ạ. Phụng ơi, em thực sự làm chị ngạc nhiên bởi vì em là một hip hop. Và hôm nay cái bài biểu diễn của em và Hiền đã cảm nhận được âm nhạc và âm nhạc chảy trong cơ thể các em, và các em muốn như hai chiếc lông bay ở trong gió rất nhẹ nhàng qua da, qua làm chị phải nói là nổi da gà với cái bài diễn này. Và cái đau của các em nó lắng sâu và cuối cùng là một cái sự chia sẻ, và chị cảm nhận được nó, cũng như là chị cũng cảm nhận được, tất cả khán giả ở đây cũng đều cảm nhận được điều đó. Và các em đã làm rất là tuyệt với cái bài biên đạo của anh John Huy. Mình rất thích thể loại này và mình xem rất là nhiều thể loại này trong những chương trình ở nước ngoài, và mình không nghĩ rằng là ở Việt Nam lại có những vũ công có thể thể hiện được cái thể loại này. Mình cảm nhận được cái tình cảm của các bạn qua từng động tác, cảm nhận từng ánh mắt, cái sự đau đớn của các bạn quằn quại trong tình yêu khi mất mát như thế nào. Xin chúc mừng các bạn. Và John Huy, mình không biết là bạn có thể làm được những gì nữa. Lúc đầu thì bạn làm thí sinh thực sự nổi loạn, và bây giờ bạn làm thí sinh cho chúng tôi thật ngẹn ngào. I love you. Không, thật ra thì anh John Huy anh còn làm được nhiều điều nữa mà mình chưa biết đó. Nó bí hiểm lắm chị, từ từ mình sẽ khám phá được. Anh Chí Anh thì anh nghĩ sao về bài thi vừa rồi? Cả hai bạn thì đều chưa có gia đình, nhưng mà tôi thấy trong cái bài diễn này thì các bạn dường như là đã đăng ký kết hôn. Chắc sắp, dạ sao. Thưa quý vị, ngay buổi chiều mà khi mà tập dượt là Trấn Thành đã thấy là Kim Phụng cảm nhận được cái nỗi đau của một bà mẹ mất con, đến nỗi là khi diễn xong là rơi nước mắt. Có bao giờ ở ngoài đời em cảm nhận được cái nỗi đau đó chưa em? Không, ý là anh nói là cái nỗi đau coi như là cái cảm xúc của một người nghệ sĩ khi khóc trên sân khấu, chứ không phải là bà mẹ em bị em hiểu ý anh nói không? Có nghĩa là khóc trên sân khấu vì hạnh phúc của em, ý anh nói vậy đó. Có bao giờ chưa? Dạ thì em chưa bao giờ mà cảm nhận là mình sâu, khóc trên sân khấu sâu lắng như vậy. Mà tại vì hồi nãy em cố gắng, tại vì lúc mà cố gắng em hết phân á thì em sẽ cố gắng vui, nhưng mà đến gần bài diễn của em thì em lại phải lắng lại. Cảm ơn em, và những giọt nước mắt của em ngày hôm nay rất là có giá trị. Thưa quý vị, và một lần nữa hãy bình chọn cho Kim Phụng và Minh Hiền, nhắn mã số 4 gửi về 8369 và một phần thưởng trị giá 10 triệu đồng đang chờ đợi quý vị. Hãy ủng hộ cho Minh Hiền và Kim Phụng.